Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ câu 16 đến câu 20. Câu 16, heki, nghĩa là bình thường. Bình thường ở đây để chỉ việc mình không bị ảnh hưởng, không chịu tác động của một việc nào đó. Câu thứ nhất, hitoban gurai wa nenakutemo heki da. Có mỗi một buổi tối thôi thì không ngủ cũng bình thường. Câu thứ hai, konochiho wa kiko wa heki de sumiyasui. Câu này sai. Phải dùng là kiko ga odayaka de sumiyasui. Câu thứ ba, jishin no toki wa heki ni kodo shite kudasai. Câu này cũng sai, phải là reisei ni kodo shite kudasai. Hãy hành động một cách bình tĩnh. Câu thứ tư, ano hito wa amari warawazu itsumo heiki na kao o shite iru. Câu này cũng sai, phải là itsumo muhyoujou na kao o shite iru. Lúc nào cũng có khuôn mặt vô cảm, không biểu cảm. Tiếp theo câu số 17 là niau, nghĩa là hợp, nhưng mà ở đây là hợp về ngoại hình, hợp về hình thức. Ở trên nhờ. Câu số 1, kono wine wa ryōri ni yoku niau. Sai đúng không? Câu này phải là au, nghĩa là hai thứ gì đó hợp với nhau, ví dụ như món ăn này hợp với món ăn kia, hoặc là hai người nói chuyện hợp với nhau, hoặc là tính cách hợp nhau. Câu thứ hai, ano oyako wa kao ga yoku niateru. Câu này cũng sai, phải là niteru, nghĩa là giống nhau. Câu thứ ba, sono kuroi boshi wa kare ni yoku niateita. Cái mũ màu đen đó thì đã rất hợp với anh ấy. Câu thứ tư, saikin no renai sosetsu wa dore mo yoku niateita hanashi bakari de tsumaranai. Câu này không đúng, câu này phải là nita hanashi, chuyện giống nhau. Tiếp theo câu số 18 là deau, nghĩa là gặp gỡ ngẫu nhiên. Người ta hay dùng khi mà mình có duyên gặp được ai đó. Câu thứ nhất, ichinen buri ni sofu to sobo ni deai ni itta. Sai. Câu này phải là ai ni itta, đi gặp. Câu thứ hai, ashita no 12 ji ni ekimae ni deau koto ni shimasho. Câu này cũng sai, phải là au koto ni shimasho. Câu thứ ba, mainichi tomodachi ni deau no ga tanoshimi de gakko ni itte iru. Câu này cũng sai, phải là tomodachi ni au, gặp gỡ bạn bè. Câu thứ tư này, shogakko no toki yamaguchi sensei ni deatta no ga watashi no jinsei o kaeta. Nghĩa là việc gặp được thầy Yamaguchi vào thời cấp 1 đã thay đổi cuộc đời của tôi. Câu 19, kotowaru, nghĩa là từ chối. 1. Hasami de kami o kotowatta. Sai đúng không? Phải là kami o kitta. Câu thứ 2, pilot ni naru yume o kotowatta. Cũng sai, phải là yume o akirameta, từ bỏ ước mơ. Câu thứ 3, nomikai no sasoi o kotowatta. Dịch là tôi đã từ chối lời mời đến cuộc nhậu, bữa nhậu. Câu thứ 4, zutto tsuzukete ita nihongo no benkyo o kotowatta. Câu này đúng, phải là nihongo no benkyo o yameta, tôi đã dừng việc học tiếng Nhật. Câu số 20, tasukeru, nghĩa là cứu giúp. Số 1 này, ani wa itsumo watashi no shukudai o tasukete kureru. Câu này sai đúng không? Phải là giúp đỡ. Shukudai o techidatte kureru. 2 này, keisatsu no shigoto wa shimin no anzen no tasukeru koto da. Cũng sai. Câu này phải là shimin no anzen no mamoru koto da, là việc bảo vệ sự an toàn của người dân. 3. Umi de oboreta toki shiranai dansei ga tasukete moratta.
Khi tôi đang bị đuối trên biển thì có một người đàn ông không quen biết đã cứu giúp. 4 này, Konofuriye wa ippon no ooki hashira ga tatemono zentai o tasukete iru. Sai đúng không? Phải là sasaeru, là chống đỡ. Clip của mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.